Con và anh Quân quyết định cưới nhau. Cái gì vậy chị? Sao vội vàng vậy? Mới quen chưa bao lâu mà cưới cái gì? Chị Mai, chị có tìm hiểu kỹ chưa vậy? Chị với anh Quân có yêu nhau thật không? Rồi hai người có hợp nhau không chị? Sao vậy? Thôi, má với mấy đứa đừng có lo như vậy nữa. Chị với anh Quân quen nhau một thời gian đủ để cưới nhau mà. Có nhiều người quen nhau chỉ mới một tháng thôi mà đã cưới nhau rồi kìa. Má không quan tâm đến người khác, má chỉ quan tâm con thôi. Với tính tình kỹ lưỡng của con thì chuyện con quen thằng Quân chưa bao lâu hết mà bây giờ đợi cưới, má không an tâm con à? Không sao đâu má, con với anh Quân có duyên có nợ mới lấy nhau được mà. Anh Quân ảnh thương con lắm. Chỉ cần vậy thôi hả? Mai, nói thiệt cho má biết đi, có phải là vì chuyện của ba má mà con có quyết định này không? Con muốn thoát ra khỏi căn nhà này phải không? Má phải làm sao bây giờ để cho con có quyết định khác hả Mai? Không phải đâu, không phải như vậy đâu má. Tụi con đã quyết định rồi, má chấp nhận cho tụi con nha. Alo, chị Mai hả? Em vừa nói chuyện với má rồi, má không phản đối gì hết. Vậy thì tốt rồi. Nè, ý em sao để anh sắp xếp? Em muốn đi coi ngày. À, anh quên, lẽ ra anh phải nghĩ chuyện này trước. Mà em cũng đâu có tin mấy chuyện này đâu. Em không tin đâu, nhưng coi ngày làm cho em có cảm giác đám cưới rất đàng hoàng chứ không phải là chạy trốn. Chiều Mai, em nói cái gì vậy? Có chuyện gì hả? À, không có. Vậy cuối tuần này mình đi ha. Để em hỏi bạn em coi chỗ nào coi hay rồi mình đi. Được rồi, cuối tuần anh qua chở em đi nghe. Vậy thôi ha, em có việc rồi. À, em ngủ ngon. Dạ, bye anh. Chị Mai. Chị, đám cưới của chị là do chị hay là anh Quân đề nghị vậy? Chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu, cuối cùng thì vẫn là sự đồng ý từ hai bên mà. Nếu không quan trọng á, sao chị cứ tránh né câu hỏi của em hoài vậy? Chị là người sống tình cảm, chị không có thực tế như em. Nếu mà bản tính của chị giống em đó thì em không phải lo cho chị như bây giờ đâu. Em sợ là chị không yêu anh Quân hả? Đúng, em có cảm giác là chị chưa yêu đến mức phải cưới. Đúng là tình yêu của chị chưa lớn đến mức phải cưới. Nhưng em có biết giữa người yêu và chồng khác nhau ở chỗ nào không? Chồng là một người xuất hiện đúng thời điểm em à. Nếu mà chị có tư tưởng suy nghĩ như vậy, em không phải lo lắng nữa. Em ủng hộ chị, đi được càng sớm càng tốt đó. Sao hai chị nói gì mà em không hiểu gì hết trơn vậy? Sao tự nhiên chị Ly lại ủng hộ chị Mai? Chứ không phải lúc nãy chị vô phòng thì chị phản đối chị Mai vội vàng hả? Chuyện gì rồi cũng xong thôi, còn hơn cứ phải sống trong địa ngục đau khổ mỗi ngày. Chị Ly, chị đừng nói với em á là chị cũng bắt chước chị Mai nha. Cũng có thể. Vậy thì em cũng muốn lấy chồng luôn. Em đó hả, tốt nghiệp đi làm xong lấy chồng luôn cho rồi. Trời đất ơi,
Em ăn chưa no, lo chưa tới, còn non nớt như vậy. Đừng có ham. Em làm gì biết nhìn đời nhìn người mà đòi lấy chồng hả? Chị, sao chị Ly á cứ coi thường em quá à? Em cũng có cách nhìn người riêng của em chứ bộ. Em biết nhìn người hả? Ừ. Em thấy má không? Chín chắn như vậy mà còn bị ba phản bội. Em không sợ em lơ ngơ như vậy rồi sẽ gặp một người chồng như ba hay sao? Hay là em muốn có mấy đời chồng? Không có đâu. Bạn của em á hả? Đàng hoàng, dễ thương lắm kìa. Nhưng mà nói chung á là ảnh chỉ biết lo cho sự nghiệp thôi à, không có lăng nhăng bay nhảy đâu. Nè, em gái của mình có bồ rồi hả ta? Hồi nào vậy? Đâu có đâu. Vậy mà cũng đòi lấy chồng. Nói chuyện á, chuyện của mình còn chưa rành nữa, huống hồ chi đòi lấy chồng. Ý của em muốn nói là bạn trai tương lai của em phải có những đức tính như vậy đúng không? Dạ đúng rồi đó chị. Chị có chị Mai là hiểu ý em thôi à. Em còn đang học hành vậy thì chồng con gì chứ, đúng không chị Mai? Em biết vậy là tốt rồi đó. Chứ bây giờ nhà của mình không còn giàu có như xưa nữa, không còn ưu thế nữa. Tương lai của mình phụ thuộc vào chính bản thân của mỗi đứa tự lo cho cuộc đời của mình. Em ráng tốt nghiệp loại giỏi nha, thì con đường vào đời sẽ suôn sẻ hơn, dễ dàng kiếm được công việc có lương cao. Có như vậy thì mới hy vọng kiếm được người chồng danh giá. Dạ em biết rồi. Khổ lắm, sao chị nói mãi à. Một, hai, ba. Ê, ê dễ thương lắm á. Không đẹp không ăn tiền. Chờ chút ta bỏ cái vỏ xuống cái đã. Xong rồi. Lại nè. Tươi lên. Một, hai, ba. Rồi. Đâu đâu, cho tao coi cái coi. Dễ thương không? Rồi rồi, mày đứng đây đi, tao chụp cho. Cười tươi lên nha. Hai, ba. Trời ơi, đẹp lắm á. Tao kiểu đi, tao kiểu đi. Tao kiểu đi nhanh lên, mày muốn xì tiền gì hết trơn à. Hai, ba. Ê, đẹp không? À, đẹp quá hả? À, chờ tao chút. Dạ con nghe nè má. Con thi xong chưa? Con vừa mới thi xong, suôn sẻ lắm. Hy vọng là con sẽ được điểm cao á má. Con với Nguyên đang chụp hình kỷ niệm nè. À má ơi, chút xíu nữa tụi con rủ nhau đi ăn, xong rồi mới về nhà nha má. Ừ, má sẽ có quà cho con. Điểm càng cao quà càng có giá trị nha. Vậy hả má? Vậy á thì má chuẩn bị sẵn tiền đi nha. Còn con á sẽ suy nghĩ xem để nói má mua quà gì. Ừ, con đi chơi vui vẻ cho thoải mái, bù lại mấy ngày học hành cực khổ. Dạ. À má ơi, chút nữa con qua nhà ông Nguyên luôn nha. Có gì á tối con về ăn cơm với má. Ừ. Dạ, bye bye má. Alo. Anh Toàn hả? Em vừa mới thi xong. Vậy hả? Làm bài tốt không em? Chiêu dương mà anh. Phải tốt chứ sao. À mà hồi nãy á, em làm thảo luận thầy cô gật đầu quá trời luôn. Ừ, chúc mừng em. Anh sẽ có quà cho em. Cuối tuần này mình đi chơi, anh đưa cho. Ờ, anh, vậy cuối tuần á mình đi chơi xa nha. Em muốn thoải mái sau khi đợt thi. Tuân lệnh người đẹp. Anh cúp máy nha. Nghe điện thoại của em, anh phải chạy ra khỏi phòng họp đó. Ủa vậy hả? Ờ em xin lỗi anh nha. Vậy thôi anh vô họp đi, cuối tuần mình gặp. Bye bye anh. Gọi chàng hay là chàng gọi vậy? Mày nhiều chuyện quá. Bạn bè quan tâm nhau mà mày nói là tao nhiều chuyện. Ê anh Thắng có gọi mày không? Ổng gọi. Alo. Dương hả? Anh gọi hỏi thăm em nè. Cảm ơn anh. Nhưng mà em nghĩ á, em chỉ thua điểm thủ khoa sát nút thôi à. Trời ơi, tự tin ghê ha. Vậy anh đãi em ăn trưa, coi như là ăn mừng và xả stress luôn.
Dạ thôi, bữa khác đi anh. Bữa nay tụi em có hẹn với bạn rồi. Bạn trai hả? Ờ, vậy nếu anh coi con Quyên nó là con trai vậy em rủ Quyên đi luôn. Thôi, bữa khác đi. Tại bữa nay tụi em muốn tự do tung tăng. Để em hỏi lại Quyên coi sao hả? Ừ, vậy thôi cũng được. Bữa khác đi, em nhớ giữ lời hứa đó nghe. Dạ, bye bye anh. Ê, anh Thắng mới nói gì vậy? Anh đãi tụi mình đi ăn mừng tốt nghiệp. Anh rủ mày luôn á. Thấy chưa, anh Thắng dễ thương quá. Ê, trưa nay luôn hả? Ờ, nhưng mà tao từ chối rồi. Trời đất, sao mày vô duyên vậy? Sao mày không hỏi ý kiến tao gì hết trơn á? Tao muốn đi mà. Mày mới là vô duyên á. Người gì đâu mà ham ăn quá vậy? Tao ăn miễn phí mà mày. Thôi, nhưng mà tao từ chối bữa nay không à. Không được bữa này thì ăn bữa khác. Vậy thì được. Ê, mà tao thấy ảnh lo cho mày nhiều lắm luôn á. Rõ ràng ảnh là mẫu người mày thích. Sao mày lạnh lùng với ảnh quá vậy? Ai nói với mày á là ổng là mẫu người tao thích vậy? Thì tao thấy mày thích bê rắc mà. Anh Thắng cũng giống như vậy. Vững chãi, tự tin, tinh tế nữa. Mẫu người như vậy toàn vẹn rồi còn gì. Nhưng mà mày mới gặp có một lần à, sao mày đánh giá được như vậy? Thì tao thấy qua mày kể. Với lại trong lúc bối rối nguy hiểm nhất cũng là lúc mà người ta bộc lộ ưu và nhược điểm. Mày tin tao đi, mày mà quen với anh Thắng á, lúc nào mày cũng sẽ hạnh phúc mà. Thôi 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 thôi, tao có bịch mặt hoàng tử rồi, mày đừng ở đó mà chia rẽ tao. Tình yêu á thì có trăm ngàn, nhưng mà tình yêu đích thực á thì chỉ có một người thôi. Mày hãy suy nghĩ cẩn thận đi. Wow, đúng là có bàn tay phụ nữ có khác. Nhà anh á sinh động hẳn ra. Em thấy đúng là tiền nào của đó. Muốn đẹp á thì mình tốn tiền cũng không ít anh ha. Có vợ á thì mọi thứ phải đổi mới. Chuyện này làm cho vợ vui mà. Nhưng mà mình cũng phải tiết kiệm để dành tiền làm đám cưới nữa chứ. Anh cũng biết là em không có giúp được gì cho anh hết. Bây giờ mọi chuyện chỉ có một mình anh cán đáng thôi. Em đừng có lo, anh lo được mà. Ngày tốt còn có 3 tháng nữa à. Anh, liệu là mình chuẩn bị có kịp không? Nếu mình có nhiều thời gian thì lúc đó mình làm kiếm tiền sẽ có nhiều hơn. Thì đám cưới tụi mình sẽ chu toàn hơn. Còn nếu không thì có bao nhiêu là bấy nhiêu. Mà anh nghĩ trong 3 tháng mình sẽ tổ chức đám cưới tốt mà. Trong hoàn cảnh này em thiệt tình là không có dám đòi hỏi gì hết. Thôi qua đây. Ừ? Em qua đây. Em đừng có suy nghĩ nữa, bỏ suy nghĩ đó đi. Chuyện lo đám cưới á là chuyện của đàn ông. Nè, không có suy nghĩ nhiều nữa nghe. Anh chỉ sợ lúc đó công việc nhiều quá, vừa đám cưới vừa đi làm nữa, anh lại không lo chu đáo cho em, rồi em tủi thân. Nhưng mà em hứa với anh nghe, có chuyện gì đi nữa thì nói ra đừng có để trong lòng. Lúc đó mọi thứ rối tung lên rồi buồn nữa. Anh nghe em nói nè, anh đâu có cần phải mua sắm hết lại tất cả mọi thứ trong nhà đâu. Mình xài đồ cũ được rồi mà. Anh biết vậy, nhưng mà em quen xài hàng tốt rồi. Giờ qua đây tất cả mọi thứ đều là đồ cũ, rồi em lại bực mình. Nhưng mà em đừng có nói gì nữa hết. Nè, bây giờ một lát mình đi đặt nhẫn cưới ha, rồi mua mọi thứ nhiều lắm đó. Em thấy
đám cưới đúng là mệt mỏi thiệt. Hèn gì nhiều người người ta kêu chứ, người ta chỉ dám cưới một lần thôi, chứ không ai dám cưới hai lần. Nè, nhưng mà hứa với anh một chuyện đi. Ừ? Chuyện gì nữa? Chuyện tiền nong á thì cứ để anh lo. Còn em á, em phải hứa với anh nữa nghe. Dù bận rộn lo to như thế nào đi nữa thì em cũng phải giữ gìn sắc đẹp đó. Hả? Để lúc đó mọi người trầm trồ khen ngợi cô dâu, ganh tị với chú rể. Anh đam mê sắc đẹp dữ vậy hả? Ừ. Nhưng mà anh mê sắc đẹp của một người thôi, chứ không có mê lung tung mà nghe. Hay quá. Anh, em, mình sắp cưới nhau rồi mà em còn làm nhạc với anh hoài. Nè con, chừng nào mới có điểm vậy? Chắc là kỳ này con gái má cao điểm nhất luôn rồi. Con cũng hy vọng vậy đó má. Ừ. À mà má, ừ? Có một công ty thời trang nổi tiếng vô trường của tụi con, chọn ra 5 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi để ký hợp đồng rồi về làm việc cho họ đó má. Ừ. Con với Nhỏ Quyên cũng mong là mình sẽ được chọn. Vậy đó hả con? Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Ra trường khỏi phải mất thời gian đi xin việc, với lại kiếm tiền được liền nữa. Con gái má giỏi quá à. Chắc là má phải thưởng cho con thôi. Con muốn cái gì hả? Thôi má, con chưa biết kết quả chính thức nên con chưa dám nhận quà đâu. Má, ừ? Sau này á, con tốt nghiệp xong rồi đi làm á, cái tháng lương đầu tiên của con á, con mua quà tặng má với mấy chị nha. Má chịu không? Ừ. Con á, cứ nghĩ công lao học hành bao nhiêu năm, bây giờ ra hoa chứ lại kết trái rồi. Thích quá à má. Má cũng vậy, má vui lắm. Dạ. Ráng cố gắng đi nghe con. Dạ. Bữa giờ con học hành sao rồi Chiêu Dương? Chị Út ơi. Dạ. Lấy tôi phần ăn sáng đi. Dạ. Chừng nào thi tốt nghiệp? Con thi rồi. Má ơi, con lên phòng trước nha má. Ừ. Nó thi tốt nghiệp chưa vậy? Được mấy bữa rồi. Sao bà không nói tôi biết? Nếu ông quan tâm thì ông sẽ biết. Còn không quan tâm, nói với ông làm gì? Mà nè, bà biết chuyện của Mai đòi đám cưới không? Tôi biết rồi. Bà có chịu thằng Quân đó không? Con nó chịu ai thì gả đó. Thời buổi bây giờ làm gì còn có chuyện cấm cản như hồi xưa nữa. Nhưng mà thằng đó quen con Mai vì tiền, tôi không chịu cho tụi nó lấy nhau đâu. Chỉ tại vì ông có thành kiến với nó thôi, chứ tôi thấy nó thương con Mai thiệt tình mà. Bà có tiếp xúc nhiều với nó đâu, bà cũng không hiểu rõ hoàn cảnh nó đâu. Tôi đã điều tra rồi, nó đã quen rất nhiều người nhưng mà không thật lòng. Nó chỉ lợi dụng tiền bạc quan hệ mà thôi. Tôi sợ con Mai bị nó lừa. Bà phải cản tụi nó lại đi. Bà thương và lo cho con quá hả ba? Ba điều tra cả gia cảnh nhà anh Quân nữa à? Ba lo cho con thôi. Thằng Quân là người rất toan tính. Nó làm bất cứ điều gì á, toàn là có mục đích hết. Vậy sao? Ba đã cảnh cáo nó rồi.
Vậy mà nó vẫn trơ tráo gặp ba, đòi cưới con. Tại sao con đồng ý đám cưới với nó mà không xin phép ba? Ba có ở nhà để mà con xin phép đâu. Con nói vậy là sao? Thái độ lễ phép con đâu rồi? Một tuần ba ngủ ở nhà được mấy lần? Con gặp ba có kịp nói cái gì đâu, làm sao mà con xin phép được chứ? Tại con không nói thôi, chứ nếu gặp một lần cũng nói được mà. Đúng, có thể là con không muốn nói. Tại vì sao hả ba? Tại vì con rất đắn đo suy nghĩ. Con không biết là ba có quan tâm tới chuyện này hay không, hay là khi con nói ra rồi ba chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Con nói gì lạ vậy? Con là con của ba, dù ba má xảy ra chuyện gì đi nữa thì ba vẫn quan tâm đến con mà. Có à? Vậy mà con cũng không cảm nhận được. Thằng Quân, nó không thật lòng yêu con đâu. Con nên suy nghĩ kỹ lại đi. Tại sao vậy ba? Tại sao lúc nào ba cũng nói anh lợi dụng con hết vậy? Còn có cái gì để cho anh lợi dụng đâu. Nếu như anh quen con qua đường thì anh đã không muốn làm đám cưới đàng hoàng rồi. Nó chỉ vì tiền thôi. Tiền à? Con có tiền à? Hay là ba nói anh lợi dụng tiền của ba? Không có đâu. Tiền của ba đã chảy hết qua nhà bên kia để ba lo cho thằng con trai và má của nó rồi. Tiền nào dành cho con mà ba nói anh lợi dụng con? Hay là tiền của má? Ba nhìn đi, bây giờ má phải mang nợ của ba đến ngập đầu. Tiền trả nợ cũng không có thì lấy đâu ra tiền cho con? Nếu như mà anh hỏi cưới con cách đây 3 năm thì con còn có thể tin lời của ba. Nhưng bây giờ thì ngược lại rồi ba. Bây giờ thì anh có quyền nghĩ là con đang lợi dụng anh để trả nợ cho gia đình mình kìa. Con thiệt là ngây thơ khờ khạo quá. Đó chỉ là hoàn cảnh hiện tại. Nếu vượt qua khó khăn này, gia đình mình vẫn giàu có, không thua kém ai hết. Sao con ngu quá vậy? Biết mà vẫn để nó lợi dụng. Đó là do dòng máu của ba đang chảy trong người của con đó. Ba vẫn biết mình đang bị lợi dụng, vậy mà ba vẫn đang hạnh phúc và ba vẫn tình nguyện kia mà. Con nói gì vậy? Cái gì vậy hả? Ông làm sao vậy? Tại sao bây giờ hỏi ra chuyện gì? Ông cũng đánh vợ đánh con vậy. Còn bị cái, sao mày dám hỗn láo với ba vậy hả? Chị Mai, ba lại vừa đánh chị Mai nữa hả? Ừ, tụi bay còn coi tao là ba nữa không? Bây giờ tới mày muốn hỗn với tao nữa hả? Má ơi, con qua nhà nhỏ Quyên luôn nha má. Có gì trưa nay tụi con đi ăn trưa luôn. Chiều con về. Ừ, đi đi con, chơi nó khuây khỏa. Đi đi. Rồi có gì chiều con về con mua chè cho má ăn nha. Ừ, đi đi con. Trước khi trách tụi nhỏ không coi trọng mình, ông phải nhìn lại mình xem tại sao lại như vậy. Chuyện nào cũng có lý do và một quá trình rồi mới đi đến kết quả. Tôi thuộc thế hệ xưa, cho nên tôi mới nhịn ông bao nhiêu năm nay. Còn tụi nhỏ bây giờ, nó có cách suy nghĩ riêng của nó, tôi không thuyết phục được. Nếu như ông không thay đổi thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa kìa. Alo, Hồng hả? Có chuyện gì em? Anh đang ở đâu? Mộng màu quá giờ. Anh đi với bạn của anh. Có chuyện gì? Sao lâu quá anh không liên lạc gì với em? Anh đã nói với em nhiều lần rồi, em đừng liên lạc với anh nữa, sẽ tốt hơn cho em. Em nên tạo nhiều mối quan hệ cho mình. Đừng cứ mỗi khi buồn đều gọi cho nhưng anh. Mà em nhớ em sẽ anh. Không quên được đâu. Em muốn nói chuyện và được gặp anh. Em đừng có trẻ con như vậy nữa. Em hãy sống độc lập đi Hồng. Nếu không có gì quan trọng á, anh cúp máy đi. Chào em.
Em gọi điện thoại cho Thắng nữa hả? Em đang bệnh, ngồi ngoài này không có tốt đâu. Nghe lời chị, vào nhà đi em. Trong nhà ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài cho thoáng mát, đầu óc sẽ thoải mái hơn. Tình cảm không thể nào miễn cưỡng được đâu em. Ngay từ đầu Thắng đã không yêu em. Em hãy quên cậu ta đi. Chị chưa từng bị từ chối tình yêu nên nói nghe dễ dàng như vậy. Làm sao nói quên là quên được chứ? Nếu có thể quên thì em đã không chấp nhận sự lạnh nhạt của anh Thắng cả năm nay để được ở gần bên ảnh. Chị biết là em đau khổ, chị hiểu được tình cảm của em. Chính vì vậy chị đã không ngăn em làm con thiêu thân lao vào Thắng. Rồi bây giờ Thắng nó cũng đã từ chối em rồi. Em tỉnh lại đi mà sống cho bản thân mình. Chị tin với nhan sắc và học vấn của em, em sẽ tìm được một người tốt gấp mấy lần Thắng. Tốt gấp mấy lần anh Thắng? Vậy có tốt như anh Trung không? Em nói cái gì vậy? Chị xinh đẹp, khôn khéo hơn gấp mấy lần em. Sao lại phải sống cái cảnh chồng hờ vợ tạm như vậy? Tại sao chị không đi kiếm người khác tốt hơn anh Trung đi? Em dám nói chị như vậy hả? Chị đã vì ai mà hy sinh cuộc đời của mình như vậy? Chị không có trách em, nhưng mà em trách chị. Kể từ ngày con nhỏ con anh Trung tới đây, anh Thắng ngày càng lạnh lùng với em. Tình yêu đã không có, bây giờ tình bạn anh cũng lạnh nhạt, không biết giữ được đến bao giờ. Chị gì mẹ, gì em biết chứ. Nhưng chị nhìn đi, chị xứng đáng được làm vợ chính thức chứ không phải như vậy. Chị nuôi em ăn học tới nơi tới chốn làm gì, cũng không ngẩng mặt lên được với bạn bè lối xóm. Cứ nơm nó lo sợ, không biết khi nào giờ người ta tới đây làm ầm ĩ. Em nghĩ như vậy thiệt sao Hồng? Thà chị cứ để em đói rách ngu dốt, để không phân biệt được đâu đúng đâu sai cho đỡ mất cỡ. Chứ cứ như vậy em có quen ai đi nữa, gia đình người ta có không chịu cưới. Chị xin lỗi, em nói đúng, nhưng mà bây giờ chị phải làm gì bây giờ? Chị hãy tìm cách danh chính ngôn thuận đi. Sao vậy em? Thái độ rất kỳ lạ. Không có gì đâu anh, nó đang bệnh, nghỉ nhà hai bữa rồi. Chắc bức rứt, trái tính trái nết chút thôi. Anh đừng để ý. Alo em, anh tới rồi nè, em ra đi. Em. Ừ.
Được chưa? Sao tự nhiên bữa nay kêu anh qua chợ đi làm vậy? Anh qua chợ em đi làm cũng phải có lý do sao? Ý anh đâu phải như vậy. Ý anh không phải như vậy thì ý anh là không muốn chợ em chứ gì? Không có mà. Sao tự nhiên bữa nay gắt gỏng bắt bẻ anh từng câu từng chữ vậy? Nè, em sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Đâu có gì. Sao tự nhiên hết kỳ vậy? Không có gì hết. Linh tính của em đó mà. Em linh tính cái gì? Nếu anh không có chuyện gì muốn nói với em thì em cũng không nói linh tính của em là gì. Nhưng mà em nói cho biết trước, nếu có chuyện gì mà không tự động nói cho em biết thì nếu em biết được, đừng trách sao em vô tình lạnh lùng với anh nha. Em nói gì nó không hiểu gì hết à? Anh không hiểu thì bây giờ em nói cho anh hiểu. Đàn bà mà khi ghen á, kinh khủng lắm. Anh mê văn thơ lãng mạn như vậy thì chắc biết truyện Kiều của Nguyễn Du chứ gì. Một khi mà Quảng Thư đã nổi giận rồi á, thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Anh hiểu không? Anh không cần phải trả lời. Nếu anh không làm gì đó thì anh không cần phải sợ gì đâu. Anh ăn đi, trễ về làm rồi đó. Dạ, con chào bác. Con là... Dạ, con là Thắng, bạn của Quân. Lần trước con có gặp bác ở sinh nhật của Chiêu Dương rồi. À, bác nhớ rồi, con ngồi đi. Dạ. À, con kiếm Dương hả? Dạ, con tới rủ Dương đi coi kịch. À, đi coi kịch hả? Chờ bác chút xíu. Chị Út ơi. Dạ. Chạy lên kêu Dương xuống đây, nó dạ. Có khách nha. Dạ. Con ngồi chơi đi, chờ nó chút xíu, nó xuống liền giờ đó. Dạ. À, mà con quen với con Dương nhà bác hồi nào vậy? Sao bác không nghe nó nói gì hết? Mà hai đứa có thân nhau không? Dạ, hồi xưa thì cũng không có thân lắm. Dạo này con thấy Chiêu Dương hơi buồn nên rủ đi chơi cho vui. Ờ, bởi vậy nó học xong rồi cũng nên giải trí chút xíu trước khi đi làm á mà. Mà con làm ở đâu? Dạ, con đang mở một công ty chiếu xạ thực phẩm cho hàng xuất khẩu như nhập khẩu đó bác. Ồ, vậy à. Con mở công ty luôn á hả? Dạ. À, thì đúng rồi, công ty của mình thì bao giờ cũng tốt hơn, mình thoải mái và chủ động hơn đúng không? Dạ. Nhưng công việc á thì cũng sẽ mệt mỏi, suôn sẻ thì thôi, không á thì rất là đau đầu luôn đó. Nghe cách nói của bác thì con đoán bác có phải bác đang gặp khó khăn trong làm ăn không? Ừ, thời buổi này mà con, không khó khăn sao được. Bởi vậy bác mệt mỏi và nhức đầu dữ lắm. Sau một thời gian làm việc cực lực thì con thấy ai cũng vậy thôi, cạn kiệt sức lực và tâm huyết. Chưa kể là ngoài công việc, phụ nữ như bác phải quán xuyến nhà cửa, con cái, áp lực của công việc còn nhiều hơn đàn ông tụi con nữa. Con cũng có thời gian bị mệt mỏi sao? Dạ có chứ bác. Rồi con giải quyết bằng cách nào? Bác có bao giờ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch chưa? Hoặc là đến một nơi nào đó như resort 2 hoặc 3 ngày, không liên lạc với thế giới xung quanh, không nghĩ tới công việc, chỉ ăn uống và thư giãn thôi. Bác hãy thử một lần đi, bác sẽ có cảm giác được là chính mình, sống cho chính mình rất là quý giá. Sau đó bác quay trở về, con đảm bảo là bác sẽ thư giãn hơn, chắc chắn sẽ giải quyết mọi việc suôn sẻ hơn. Hồi đó tới giờ bác lúc nào cũng cắm đầu lo cho chồng con, lúc nào cũng lo kiếm tiền cho gia đình, chưa bao giờ bác nghĩ đến chuyện một mình tận hưởng cuộc sống. Mà hôm nay nghe con nói vậy cũng tốt. Mà nè, thường những lúc căng thẳng như vậy thì con thường đi những đâu? Dạ gần thì Hồ Tràm, Vũng Tàu, hoặc là Mũi Né, Phan Thiết. Hoặc là bác có thể đi Hòn Ngọc Diệt ở Nha Trang cũng được, tùy theo thời gian bác sắp xếp thôi. Ừ. Chắc có lẽ là bác cũng phải nên thử một lần. Hiện tại bây giờ thì bác thấy bế tắc dữ lắm, lúc nào cũng căng thẳng hết á. Dạ khi nào bác muốn đi thì nói cho cháu một tiếng, cháu sẽ mua vé đặt phòng cho bác.
bên cháu có giá ưu đãi nên đặt sẽ rẻ hơn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy được rồi, có gì bác sẽ báo với con. Dạ. Ừ. À, xuống đây con. Má. Chào em. Chào anh. Má. Ừ? Má với anh Thắng có chuyện gì mà ngồi nói chuyện với nhau nhiều vậy? Thắng có nhiều kinh nghiệm làm ăn, với lại cũng tâm lý lắm á, cho nên là dễ nói chuyện với má. Thôi, hai đứa tính đi đâu thì đi đi. Dạ. Đi sớm rồi về nha. Sao con chưa thay đồ? Má ơi, tụi con đâu định đi đâu đâu má. Hả? Ủa, hôm qua em đã đồng ý rồi mà. Anh cũng đã mua vé rồi. Nghe nói kịch hay lắm và rất ý nghĩa. Em xin lỗi, nhưng mà hiện tại em không có tâm trạng đi đâu hết á, nhất là đi coi kịch. Trời ơi, con. Dạ. Sao con kỳ cục vậy? Thắng nó đã mua vé rồi, sao bây giờ lại không đi là sao kìa. Trời đất ơi, mất công người ta, con kỳ cục quá. Dạ thôi không sao đâu bác, đi không vui cũng không có ý nghĩa gì đâu. Hay là mình đi ra ngoài dạo cho thoải mái đi, với lại anh có chuyện muốn nói với em. À, thôi thôi vậy cũng được, chứ con suốt ngày trên lầu rồi nhốt mình trong nhà hoài vậy đâu có được. Đi đi, đi cho nó thoải mái nha. Vậy mới cho con đi một chút rồi về nha. Ừ, đi đi, lên thay đồ đi con. Dạ, anh chờ em chút xíu em lên thay đồ. Ừ. Ôi, trời, bác quên mất. Út ơi. Dạ. Lấy ly nước nè. Trời dạ. Ơi, nãy giờ quên ly nước mời con. Dạ không sao đâu bác. Mời cậu dùng nước. Dạ cảm ơn dì. Uống nước đi con. Dạ. Đợi nó thay đồ chút xíu. Tại sao em thay đổi quyết định không đi xem kịch vậy? Hay là em muốn đi xem với người khác? Cuộc sống đôi khi không giống như mình mong muốn. Em thấy nó được ông trời sắp đặt sẵn giống như một kịch bản vậy. Mọi người sống giả dối với nhau như các diễn viên. Quay đi thì mặt nạ rớt xuống. Đời là một vở kịch rồi, tại sao phải đi coi nữa? Em buồn lắm hả? Anh cũng đã biết hết hoàn cảnh gia đình của em rồi. Trong một ngày chỉ vài giờ khắc, bị cuốn theo cuộc sống, em còn tạm nguôi ngoai. Những lúc mà em ngồi một mình, em rất hay suy nghĩ, và em rất đau lòng, vẫn không tin đó là sự thật. Anh biết, nên anh không muốn em có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung như vậy. Lòng tin vào cuộc sống của em đang bị lung lay. Thật ra trên đời này có ai đáng tin cậy không?